Xin chào các bạn, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một mẫu Breguet và Breguet này của mình thì có kiểu dáng rất là đẹp. Nói đến Breguet thì với cái thập niên mới thì Breguet đã ra mắt một cái dòng sản phẩm iconic design mới của mình. Ngoài những cái dòng như là Marine thì dòng này nó là một cái thiết kế mới của dòng Tradition. Mình đã giới thiệu đến anh em mấy chiếc Tradition trước đây, còn hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một chiếc Tradition mà nó đơn giản nhất của cái dòng này. Mình sẽ mở ra gồm sâu cho anh em. Nói là đơn giản thôi nhưng mà thực sự là những cái gì về Breguet thì nó không không phải là dính đến cái từ đấy nữa, mà cái gì dính đến Breguet thì các bạn sẽ phải hiểu là độ hoàn thiện cũng như là độ phức tạp của nó rất là cao. Đơn giản nhất của dòng Breguet nhưng mà vẫn cực kỳ là phức tạp và đỉnh cao. Chúng ta sẽ có một cái quyển certificate của sản phẩm này, và certificate này thì ở đây thì nó sẽ có ghi rõ cái dòng sản phẩm này là Breguet 7027BB và có model number ở đây cùng với date mua là 06/2009. Và với cái này thì đây là một cái sản phẩm cũng có tuổi đời, nhưng mà dù sao thì những cái dòng sản phẩm như này thì thường là những chủ nhân của nó thì thường nó sẽ không đeo nhiều và có rất nhiều đồng hồ rồi. Khi đã mua đến Breguet thì thực sự mà chúng ta muốn mua Breguet giá tốt thì chúng ta chỉ có thể mua qua sử dụng thôi các bạn ạ. Nếu như các bạn mua mới thì chỉ có vào hãng giá retail, với giá đó thì các bạn sẽ có đầy đủ certificate đầy đủ nhưng mà giá rất là cao. Ví dụ như chiếc này giá hãng của nó là 27.400, 27.400 cho một chiếc Breguet vàng trắng, và mức giá đó thì của chúng ta thì nó sẽ tương đương khoảng 699 triệu, tầm 700 triệu gì đó. Còn với chiếc qua sử dụng như vậy thì bên mình bán với mức giá rất là tốt. Như chiếc này bên mình bán là 12.800. Đây là một cái mức giá cực kỳ tốt với một sản phẩm Breguet, nó rẻ hơn một nửa. Các bạn mua qua sử dụng. Nói qua sử dụng nhưng chiếc này có tình trạng cực kỳ đẹp, 99%, và đây là cái dây zin của sản phẩm. Các bạn thấy là dây zin này là hãng, là anh chủ cũ là anh ấy chỉ có dùng lướt thôi, nên các bạn sẽ thấy nó còn cực kỳ mới. Và sợi dây đang sử dụng lắp trên thân đồng hồ thì nó là sợi dây handmade. Đây các bạn thấy dây zin còn nguyên này, cực kỳ mới. Sợi dây đang lắp được sử dụng là sợi dây handmade cho nên là dây zin nó mới mới như vậy. Handmade, đây là chất lượng cao các bạn nhé, cực kỳ đẹp. Vẫn là cái hộp cổ óc chó cực kỳ sang trọng của Breguet. Và đây là chiếc Breguet Tradition 7027. Nó là một chiếc với thân bằng vàng trắng 18K AU 750 nguyên khối, và khóa của chúng ta cũng bằng vàng trắng luôn. Size của chiếc này là size 37 mm, tuy nhiên nó được làm tràn viền cho nên, và cái lắc của nó là lắc dài, nên các bạn đeo chiếc này thì nó sẽ tương đương với size là 39 mm của hãng khác. Và tay mình khi mà đeo chiếc này lên thì nó cũng không hề bé một chút nào. Đây là một chiếc chuẩn Rexwatch. Dòng Tradition design mới của Breguet thì nó luôn đem đến cho chúng ta một cái độ hoàn thiện cực kỳ tinh xảo. Có thể kể đến như các bạn có thể thấy cái lớp hoàn thiện ở trên bề mặt của chiếc này. Nó được làm với những cái lớp sơn cực kỳ đẹp và nó có ánh nhũ, ánh kim loại cực kỳ tuyệt vời. Chúng ta sẽ có balance wheel ở đây đang chạy, và đây là balance wheel mà Breguet gọi là parachute. Thì với cái balance wheel này thì nó có liên quan đến parachrome cho nên là nó sẽ có cái khả năng mà kháng rất là tốt, và nó có cái màu sắc nó giống như là màu vàng trắng vậy. Thì bình thường nếu như không sử dụng cái này thì Breguet sẽ sử dụng nó giống như cái màu vàng của cái bánh răng bên cạnh này. Tuy nhiên đây là một cái bánh răng đặc biệt và nó đã được Breguet sâu ra với cái màu giống như màu vàng trắng như vậy. Tất cả các chi tiết màu xanh ở trên cái mặt đây của bạn thấy đều được nung xanh, bao gồm là chúng ta sẽ có những cái con ốc nung xanh, chúng ta sẽ có cái kim báo cót nung xanh, bộ kim Breguet của chúng ta nung xanh, và kể cả cái cầu bridge dẫn đến cái balance wheel này của chúng ta thì cũng được nung xanh rất là đẹp. Đó, kính sapphire nguyên khối lồi và cong. Dial của chúng ta chính là đây, cái phần small dial được làm khá là nhỏ nhắn xinh xắn ở đây với cái vân gọi là guilloche main pattern ở đây, các bạn có thể thấy. Và đây là một trong những cái đặc trưng của Breguet khi tất cả dòng sản phẩm của họ đều sử dụng những cái pattern là Swiss guilloche main này, và nó được ghi rõ ở đây. Chúng ta sẽ có một cái mặt dial nhỏ với hai cái kim mắt ngỗng Breguet đặc trưng là sáng tạo của Breguet cho ngành đồng hồ Thụy Sĩ,
Và chúng ta sẽ có 12 cọc số bằng La Mã được in với màu sơn đen trực tiếp trên cái mặt dial này. Mặt dial này nó có ánh bạc giống như là mặt dial làm bằng nhôm kim loại vậy. Ở dưới phía bên trái thì chúng ta sẽ có một cái kim cót ở đây và nó được hiển thị với những cái mốc là 0 này, chấm này, 25, chấm 50. Trước này sẽ có total là 50 giờ tích cót. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ còn các chi tiết khác như là bộ cót ở đây các bạn nhìn thấy rất là lớn, và chúng ta sẽ có những cái chi tiết bánh răng được nhấn nhá với những cái màu vàng và những cái chi tiết màu xanh nổi bật trên cái nền mặt dial màu bạc này của chúng ta. Phía bên phải thì chúng ta sẽ có núm chính với logo chữ B ở phía trên, và hai bên phải bên phần thân của dòng chiếc Tradition này thì nó vẫn giữ lại nét đặc trưng của dòng với những cái đường sổ thẳng cực kỳ tuyệt vời. Ở đằng sau thì là bộ máy của chúng ta, thì máy này là máy 507DR, nó có ghi rõ ở đây là Breguet Caliber 507DR. Các bạn có thể nhìn rất là rõ khi mà mình quay như này, đó 507DR. Mẫu máy này thì nó được cái là nó được Breguet chế tác rất là tinh xảo và nó có tận hai cái báo cót. Các bạn có thể thấy ở đằng sau ở đây chúng ta sẽ còn một cái phần báo cót này với một cái phần mỏ nó được chỉ vào đây. Đó, và khi chúng ta lên cót tay thì đồng thời cả cái kim cót ở đằng trước và kim cót ở đằng sau nó sẽ đều lên. Đây, ví dụ mình sẽ lên max full này. Các bạn sẽ thấy khi mà mình lên full, vì nó là 50 giờ tích cót cho nên các bạn vặn nó sẽ phải mấy chục vòng thì chúng ta mới có thể lên cót đầy được. Hiện tại nãy giờ mình vặn rất là nhiều mà nó mới lên 3 phần 4. Đó, các bạn sẽ thấy đây, đây là khoảng 3 phần 4 cót. Thì ở cái đằng sau này của chúng ta thì cái mỏ này thì nó cũng sẽ cũng kéo lên gần đến full. Đó. Các bạn nhìn đây, các bạn có thể thấy cơ cấu khi mà chúng ta vặn cót ở đây thì nó sẽ kéo vào cái bộ cót ở giữa này tròn to đó. Và sau đó nó có cái bộ phận mà báo cót ở đây. Cái báo cót này nó cũng sẽ liên kết với cả cái kim báo cót đằng trước để có thể là quay. Và khi mà quay thì chúng ta sẽ quay một thể luôn. Bộ máy của chiếc này thì nó sẽ có 21.600 tần số dao động. Đa phần những cái hãng lớn thì họ đều làm 21.600 tần số động, cho nên các bạn có thể không không phải lăn tăn gì về cái vấn đề này. Và ở đây thì bộ máy được hoàn thiện rất là tốt với những cái bánh răng được được họ làm thủ công, finish thủ công từ A đến Z. Các bạn có thể thấy là những cái bánh răng được làm rất là đẹp, vì nó toàn là một màu bạc cho nên nhiều khi các bạn nhìn những cái chữ này nó cũng khá khó. Tuy nhiên là khi các bạn cầm lên tay thì chúng ta xem sẽ cực kỳ dễ dàng, không có gì cả. Đó. Toàn bộ cơ cấu của máy thì được Breguet sâu ra rất là đẹp. Đi kèm với nó thì nó sẽ có một cái khóa xiên, và trên cái khóa xiên này của chúng ta thì cũng sẽ có đầy đủ là 4 chuyện ở đằng sau: chuyện 750, chuyện cân tiểu ly, chuyện đầu chó và chuyện một chuyện của riêng Breguet họ sử dụng. Ngoài ra trên phần thân của chúng ta thì cũng sẽ có những cái chuyện này. Các bạn có thể thấy ở đây là Breguet này, serial number là ở đây, còn ở trên này là ref code number là 7027. Bên này thì chúng ta sẽ có cái chuyện ở đây và chúng ta sẽ có cái con số 750 đầy đủ ở đây. Đó. Chiếc này thì thực sự là nó rất là dễ lên tay. Tay các bạn 15.5 các bạn đeo cũng được, mà tay các bạn 16.5 đến 17 các bạn đeo cũng được. Đây là một cái size cực kỳ chuẩn của Restwatch. Nó sẽ có độ mỏng vào khoảng tầm hơn 11 mm một chút. Và các bạn có thể thấy là để có một cái cơ cấu mà có 50 giờ tích cót như vậy thì cái bộ cót này của nó thì nó cũng là cũng phải to để tương xứng với cả cái số thời gian tích cót như vậy. Cho nên là nó sẽ có độ dày là khoảng tầm 11 mm. Mẫu này thì nó cũng không dành cho những em tay quá nhỏ, ví dụ như là 14.5 cm đến 15 thì chúng ta đeo chiếc này thì nó sẽ hơi over một chút. Tay các bạn nên từ 15.5 đến 16 trở lên thì chúng ta đeo chiếc này mới đẹp được. Chiếc này đang có sẵn tại bên mình. Nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này, có thể liên hệ bên mình theo thông tin bên dưới video. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.